Dưới 1 tuổi chưa uống được sữa tươi đâu em nhá. Từ 1 tuổi thì bắt đầu cho con uống sữa tươi được, nhưng mà vẫn nên là uống sữa tươi không đường. Đừng có nên uống có đường vội, tại vì bây giờ tỷ lệ các em bé béo phì rất là cao. Mà sữa tươi có đường thì cái hàm lượng có đường nó cao ấy, thì nó dễ gây là con sẽ thích ăn ngọt này, sau này con sẽ thích bánh kẹo nhiều hơn. Sau đó uống sữa có đường nhiều thì sau này cái nguy cơ béo phì thừa cân nó cũng cao. Các em bé mà thừa cân thì sau này cái nguy cơ mà dậy thì sớm, đặc biệt là bé gái, rất là cao. Đấy thì đang nói đến vấn đề là dưới 1 tuổi. Dưới 1 tuổi thì hệ tiêu hóa con còn kém thôi. Các mẹ nào mà còn đang có sữa mẹ mà đủ cho con bú nhá, thì cứ duy trì sữa mẹ đến 2 tuổi được là tốt nhất. Tại vì sữa mẹ duy trì được ấy thì thứ nhất này, con dễ hấp thu. Thứ hai là nó tăng đề kháng cho con rất là ok. Bản thân như mình con bú sữa mẹ đến 1 tuổi rưỡi, con là mình trộm vía gần như là không ốm đau gì cả. Đấy, nên là các mẹ nào kể cả nhìn sữa loãng hay không, cứ duy trì cho con uống. Uống sữa mẹ cực kỳ là tốt. Còn nếu mà mẹ nào mà không có sữa mẹ nữa rồi thì dưới 1 tuổi có thể giảm thêm cho con sữa công thức, nhưng mà chưa nên sữa tươi đâu. Sữa tươi thì các con tiêu hóa còn sẽ là có dễ nguy cơ bị dị ứng. Nguy cơ dị ứng sữa cao này, sau đó là khó tiêu hơn. Đấy thì từ 1 tuổi trở lên thì các mẹ bắt đầu tập cho con sữa tươi thì cũng được. Nhưng mà dưới 1 tuổi sữa tươi thì chưa dùng được, nhưng mà có thể tập ăn sữa chua được rồi. Sữa chua thì từ tầm 6 tháng thì có thể ăn loại sữa chua dành cho em bé ăn dặm. Nhưng mà từ tầm khoảng tầm 7 đến 8 tháng là có thể tập ăn sữa chua của TH hoặc là sữa chua của Vinamilk. Ok được rồi, vẫn là nên ăn không đường nha các mẹ nha, không nên ăn sữa chua có đường đâu.